tọa lạc trên khu đất 8.159m2 tại số 46 đường Nguyễn Trãi, Đống Đa, Hà Nội. Chợ Ngã Tư Sở nằm ở cửa ngõ phía Tây thủ đô trước đây và hiện nay là điểm nhấn trên trục đường Hà Nội - Hà Đông. Phía Đông Bắc là đoạn đầu đường Láng mở rộng, phía Đông là góc mở giữa đường Láng và đường Nguyễn Trãi, phía Đông Nam là đường Nguyễn Trãi đoạn trước cầu mới, phía Tây Nam là đường quy hoạch dọc sông Tô Lịch và phía Tây Bắc là đường nhánh theo quy hoạch nối từ đường Láng ra đường ven sông. Với chiến lược xã hội hóa các công trình kiến trúc có quy mô hiện đại, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có chủ trương đấu thầu lựa chọn các nhà đầu tư xây dựng, quản lý tại đây một trung tâm thương mại văn minh nhưng vẫn mang tính chợ truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định số 98 QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng trung tâm thương mại chợ Ngã Tư Sở. Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh gồm các doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam PVFC Invest, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng CID, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa và Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Trong liên danh này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam, tên giao dịch PVFC Invest, được cử làm đại diện. Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại chợ Ngã Tư Sở là một công trình kiến trúc hiện đại hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, với tiêu chí xây dựng một công trình thương mại hạng đặc biệt của thành phố. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng trên diện tích chợ Ngã Tư Sở hiện tại, diện tích 8.159m2, quy mô đầu tư gồm 2 tòa nhà hỗn hợp cao tầng, được kết nối lưu thông với nhau bởi 7 tầng đế, 3 tầng hầm và kết nối với hầm đường bộ nút giao thông Ngã Tư Sở. Ngày 17 tháng 4 năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cấp giấy phép số 3206 UBNDCT về việc chỉ đạo xây dựng chợ tạm phục vụ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại chợ Ngã Tư Sở. Ngày 17 tháng 6 năm 2009, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã cấp giấy phép số 775 QĐ-SGTVT về việc phân luồng tổ chức giao thông trên tuyến đường Láng phục vụ xây dựng chợ tạm Ngã Tư Sở nhánh phía sông Tô Lịch đoạn từ ngã ba cây xăng đến đường Nguyễn Trãi. Cùng ngày 17 tháng 6 năm 2009, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng đã cấp giấy phép số 445 GP-SGTVT về việc làm chợ tạm phục vụ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại chợ Ngã Tư Sở trên đường Láng đoạn từ ngã ba cây xăng đến đường Nguyễn Trãi. Ngày 5 tháng 10 năm 2009, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã cấp giấy phép số 378 GP-SGTVT cho phép lắp đặt kiosk để làm chợ tạm phục vụ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại chợ Ngã Tư Sở trên đường Láng đoạn từ ngã ba cây xăng đến đường Nguyễn Trãi. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2009, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cũng đã cấp giấy phép số 091240 GTXD cho phép PVFC Invest được xây dựng chợ tạm chợ Ngã Tư Sở tại địa điểm khu vực vườn hoa dọc sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Mọc đến cầu Hòa Mục.